Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món bánh dân dã của người miền Tây, đó là món bánh tay yến. Bánh này đơn giản và dễ làm. Khi ăn thì cái dành tay yến nó giòn, nó xốp và phía bên trong thì nó mềm dẻo và có nhiều ghế tre. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 50g bột nếp và 250g bột gạo, 250ml nước cốt dừa. Nếu các bạn có nước cốt dừa thì các bạn làm nước lọc cũng vẫn được. Và 160g đường. 160g đường nhưng mà mình làm 60g đường thốt nốt nha các bạn, cho nó có màu vàng vàng cho nó đẹp. Và 100g đường cát. Nếu các bạn không có đường thốt nốt thì các bạn làm đường cát cũng vẫn được nha. Rồi bây giờ mình đi nhồi bột nha. Giờ mình đổ bột cho cái thau mình nhồi nha. Bắt đầu mình đổ cốt dừa vô nè. Trước khi mình nhồi bột thì mình rửa tay cho sạch nha các bạn. Mình đổ nước vô từ từ ha. Mình đã đổ 200ml nước cốt dừa vô nè các bạn. Mình thấy nó hơi khô nè, bây giờ mình thêm vô miếng nước nữa nha. Mình thêm vô 10ml nữa. 10ml là được rồi đó, là tổng cộng nó là 260ml ha. Tại vì tùy theo bột cũ hay bột mới nha các bạn. Bột cũ thì nó hút nước, nó thấm nước nhiều hơn bột mới. Mình chuẩn bị vậy đó, nhưng mà mình chỉ nhồi từ từ thôi nha. Đổ nước vô từ từ, mình nhồi chừng nào thấy nó vừa tay thì mình dừng lại. Còn như thiếu thì mình thêm vô vậy đó. Bột gì đây là được rồi nè. Rồi bắt đầu mình nhồi bột 20 phút nha. Nhồi bột cho 20 phút cho nó bột nó dậy lên. Bột nãy giờ mình nhồi được 20 phút rồi nè các bạn. Các bạn thấy nè, mình nhồi nó đã tan chảy ra gì đây nè các bạn. Đó, thấy chưa? Có những cái dòng chảy nó nhẹ xuống rồi. Hồi nãy thì lúc đầu thì mình nhồi bột nó còn cứng. Bây giờ nhồi hai được 20 phút thì nó lỏng ra rồi nè. Mình dở lên nó chảy xuống. Và nó cũng có những cái bọt khí nổi nổi lên gì đây là được nha các bạn. Bây giờ mình bỏ đường vô nha. Rồi tiếp tục mình nhồi nha các bạn. Bánh tay yến thì mình nhồi lâu á thì nó dậy, nó có rễ, mới có rễ tre nhiều nha các bạn. Rồi tiếp tục mình cũng phải nhồi, nhồi cho nó tan đường ra. Nãy giờ mình nhồi nó tan đường hết rồi nè các bạn. Các bạn thấy nè, nó có những cái hột bong bóng nó nổi lên nè, là bột mình nó dậy rồi đó các bạn. Nhưng mà vì đây là chưa có được đâu nha. Rồi tiếp tục mình đánh bột gì đây nè. Mình đánh bột khoảng 20 phút nha. Mình đánh mình quào ha, mình làm gì đó mà cho mà bột mình dậy lên nha các bạn nè. Rồi mình đánh gì đây nè, đánh bằng tay gì đây nè. Đánh 20 phút nha. Rồi tiếp tục mình đánh 20 phút cho nó bột cho nó dậy thật dậy, rồi mình quay lại nha. Nãy giờ mình đánh bột được 20 phút rồi các bạn thấy bột nó dậy nè. Nó có nổi những cái bọt bong bóng lên gì đây là được rồi nè ha. Bánh tay yến thì mình phải cần đánh bột cho nó lâu nha các bạn, nó có rễ tre nha. Rồi gì đây là được rồi nè. Bột nó rất là mịn nên không cần lược lại ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái chảo dầu lận mình đi chiên bánh nha các bạn. Mình chiên bánh tay yến thì mình chiên cái chảo cho nó sâu lòng, mà chiên cái chảo cho nó nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Mình đổ dầu thì cho nó nhiều hơn cái bánh là được nha. Không đổ dầu, không cần đổ dầu nhiều ha. Còn mình chiên bánh thì mình chiên lửa trung bình thôi nha các bạn. Mình chiên chừng nào mình canh cái bánh mình đẹp là mình để y một chỗ, mình không có mà bớt lửa hoặc thêm lửa nha. Rồi bây giờ mình để cho dầu nóng đi rồi mình mới chiên bánh được nha. Cái chảo dầu mà nãy giờ mình bắt lên bếp nó đã nóng rồi các bạn. Bây giờ mình đổ bột cho mình chiên nha các bạn. Mình lấy cái ly mà uống trà nè các bạn. Mình chiên một lần một giá bột này nha. Rồi bắt đầu mình đổ xuống nè. Mình đổ mà từ trên cao mình đổ xuống nha. Mình đổ nhất định chăn cánh giữa, mình đổ xuống dài chứ nha các bạn. Đó, cái động thấy nó phì lên chưa? Rất là đẹp ha. Mới chiên cái đầu nè.
mình đổ dầu cho nó hơi dư dư cái bánh là được rồi, không cần đổ nhiều nữa các bạn. Mình xây tròn tròn đây là mình chở bè cho cái bánh nó vàng đó các bạn, cho nó vàng cái ghìa. Rồi mình dòm chừng nào cái ghìa nó hơi vàng mình lật lại ha. Rồi bây giờ mình lật lại nè. Đó các bạn thấy. Rất là đẹp ha. Muốn cho cái tay yến nó mà cao cao thì mình bẻ bẻ nó vòng tròn nè các bạn. Cái tròn tròn. Mình lật lại cái nữa cho nó vàng nha. Bánh nó còn nóng cho nên nó dính cái đũa. Rồi cái bề này được cũng dùm lại, lật lại bên này. Bánh gì đây là được đó các bạn, bây giờ mình gấp ra nha. Gấp ra mình vũ vũ dầu này cho nó ráo dầu. Rồi để ra cái gỗ này. Tiếp tục ha. Tiếp tục mình đổ nữa. Rồi đổ cái nữa nè. Các bạn thấy cái bánh mì chiên nó đẹp không? Nó dung lên, nó dậy nó dung lên. Mình xây xây vòng tròn như đây là cho cái bánh nó đều, nó vàng đều. Xây là mình thấy cái ghìa nó hơi vàng mình lật lại. Mình chiên gì nào mình thấy cái dầu của mình nó hơi giật, nó giật bớt đó, thì mình châm dầu vô thêm ha. Chứ mình đừng có châm dầu nhiều. Mình chiên dầu nhiều quá thì cái bánh nó không có đẹp á. Mình chiên sao mà cái bánh nó có dư miếng dầu gì đây là được. Còn lửa thì mình canh lửa cho nó vừa thôi ha. Như mình canh bánh nó mình chiên nó đẹp là mình để im chỗ mình được cái dặn lửa ha. Cái gì rất là đẹp luôn. Bánh vàng như đây mình lấy ra được nha các bạn. Rồi tiếp tục mình đổ một cái nữa. Trước khi mình múc bột mình cũng phải quậy lên nha. Cái gì nó vàng mình chở rồi đó. Cái yến cuốn tròn luôn. Mình muốn cho cái tai yến nó cao thì chiếc đũa nè các bạn, mình bẻ bẻ lên như đây nè. Đó các bạn thấy cái bánh này nó cái tai yến nó cao, nó dung lên nè. Ở giữa nó nhô lên giống như cái nón vậy.
dùm lật lại vụn đó là mình lắp ra được rồi nè. Bởi vì đây là được mình gấp ra ha, rồi tiếp tục mình chiên với hết bánh luôn nha các bạn. Bánh nãy giờ mình chiên xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy được nhiêu cái hay nè. Bạn thấy cái này có nấy rất là ngon ha. Nó có cái tay yến nè. Nó dùng có cái còi bên giữa nó dùng lên rất là đẹp luôn ha. Bạn thấy cái ghìa nó rất là giòn luôn nè. Giờ mình xé một cái cho các bạn xem nha. Bóp ở ngoài nó giòn nè ha, giòn mà nó xốp, ở trong thì nó mềm, nó dẻo, có rễ tre rất là ngon. Bánh tay yến mình chia sẻ các bạn, mình làm lá xong rồi đó các bạn. Các bạn nào có xem video của mình thì các bạn tranh thủ làm cho gia đình anh ăn một lần ha. Theo công thức của mình làm rất là đơn giản và dễ làm đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.